rủ nhá. Thử cho ăn đến khô này, chai liêu này, nó luôn này to mọi người ạ, ngon đà, ngon trời, ăn sướng lấy ní mô, tao cầm phạt mô. Hello, chào tất cả mọi người nhé. Trưa rồi mới quay chào mọi người được cái sản quái quên mọi người. Nhưng mà hôm nay kỷ lục mọi người này. Wow, mình cũng nhớ là mấy con nữa đấy. Nhưng đấy nó có lẽ lâu lắm rồi mới được một bữa đi cấu nhiều thế này. Lát nữa về mình sẽ cần xem được bao nhiêu mọi người nhá. Nói chung hôm nay có nhiều cảnh quái, những con lớn nó lên cả thước thế này, lấy tay cầm không được mọi người. Nhưng nó phế lắm. Giờ là đợt trưa rồi mới vẫn đang muốn cấu nhưng chưa hết. Thôi để dành hôm sau. Hôm nay được nặng nặng bì rồi. Về đó. Tôi tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người xem video vui vẻ nhé. Nếu thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh nhé. Hôm sau thì hãy cùng cháu sắp xếp thời gian để làm những cái video ra ngoài nó hay hơn nữa cho mọi người cùng theo dõi. Tạm biệt mọi người. Ui, con lớn lên mọi người đấy. Mọi người thấy nhá, lớn lên đấy. Ô, ui, mấy nước đình giòn thì quá rõ. Ủa, to mọi người ạ. Ủa, cháu ơi. Của nó này to mà lấy nó còn rắn đấy. Trời. Xuống đây. Ủa, lấy nó mọi người thấy chưa? Mọi người thấy lấy nó. Ủa, cái trống của nó. Ủa, lo thế này mọi người thấy. Ủa, trời con lớn đi. Có chụp được. Hay chụp phạt nhỉ? Khỏi cấu luôn nè. Ủa, lấy nó mọi người thấy. Trời ơi, xúc lên đây. Ủa, lấy nó còn 10 phần, 15 phần nữa mọi người ạ. Đó, lấy nó ăn bớ rồi. Trời ơi, đây này. Đây này, người này. Ủa, đó. Lấy nó lẫn lắm ta. Con nó bị mù mọi người. Tạp toàn trật thôi, ui, chết rồi. Tạp toàn trật. Trời, tạng trúng cái lời. Con đắng như là lời tạp, đắng như là lời tạp. Trời ơi. Bó mà lấy đuối. Ồ, nó lại lấy nồi tiệm rồi tè, mà chào ơi. Con lớn này. Còn nó còn lớn, nhưng mà con lớn này mọi người. Nhưng mà nó để cầu con đấy. Nó có lấy nồi này. Nó đây. Trời ơi. Như muốn đến xuống sờ đông, thì đông cái hình thì sờ con chạy mất. Chào mấy lớn nữa, anh phụ. Dạ, đừng nói chuyện. Chào mấy lớn nữa, anh phụ. Mấy cháu mau xuống, anh phụ. Đập hình cái nha. Đủ. Nè, anh cũng chịu luôn ấy. Nó lại thò trọc nó nữa đấy. Thử cho ăn trên khổ phần nha mọi người. Xem có trấn nha. À cái hang bạn ở bên kia. Hang bạn bên kia sáng rồi ạ. À con lồi này ăn khốn nha. Ăn khốn nha mọi người ạ. Con lồi này ăn khốn rồi. Ăn mấy lần khốn nha mọi người ạ. Con lớn này ăn khốn mọi người ạ, nhìn như thế thôi khốn lắm. À mình thấy nó bị giấy mọi người ạ, chân mềm chân lối xem. Cái con lớn như mu á. Rồi, ôi cực này mọi người này. Wow, rút tay. Wow, rút. Rút ghê kì luôn. Wow. Wow. Ôi, rút xuống, con rút xuống này. Rút xuống cái cọ này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Wow, trời. Phải không? Hắn đi sang bên kia của. Ui, chết rồi. Hãng đi kiểu trí á. Giấy này cắt quá bùn. Cái hãng chỗ này ngọt ngẻo. Wow.
Ui, chết rồi, anh lỗi xuống mất 10 phần rồi mọi người. Yeah, chết rồi. Mắt nhé. Đằng trong là cái một động cục cỏ đó. Ô, hắn đi sau cái bụi cỏ luôn rồi. Chết rồi. Cỏ này. Cú. Cỏ này. Rụt chân, rụt cái chân đi. Đậu cái tay của mình nha mọi người. Giờ phải cho hắn cái mà ly hắn này. Hắn chui qua giữa cái bụi cỏ mà ngựa. Có mấy con cồng cỏ dưới. Hắn chui qua luôn. Hắn em sát ngay cái bụi cỏ. Thấy bọn hắn đừng có bị bị can bởi cái rễ cỏ nữa. Nghe hắn đục ngay. Ủa, lên rồi mọi người. Ủa, lên rồi mọi người. Ủa, Ủa lên rồi. Wow, vào được cái mỏ vào đây rồi. Ui, máy nắn đang hầm rưỡi rồi. Hầm rưỡi mọi người, dính hầm rưỡi. Khi mà thấy nắn đang hầm rưỡi thì mình kèo tự tin hơn. Khăn. Được rồi, cho nó bám. Đây có hàng mọi người này, hàng khá to đấy. Nó nằm ở cái gốc sụt, là cái gốc sụt của cái áo ấy, như cái dấu chân dầm xuống. Nó vô trong đây, cái áo đây mọi người. Anh ở hàng bên đi mọi người ạ. Cái mô mình đâu mọi người đây. Mô mình đây. Anh quyết sống quyết chết. Mọi người thấy cái mô của nó. Wow. Có nó thò trọc của mọi người đó, mọi người thấy nhỉ? Thò trọc của nó đó. Đó. Hắn tạp cáo nửa cái mà ạ, là đến nửa cái. Như con đâu mà con bà đi chớ đâu, chớ nặng mà. Con hơi mập bà thứ hai. À, là thế này. Nó ăn từ hướng nào á mọi người? Con đứa nó ăn hướng nào ấy nhỉ? Nó ăn đây nửa rồi mọi người này. Nhưng mà nó ăn xong nó ăn hướng nào á. Nó xem ơi. Chịu khó ấy, hướng bó cái chuyện nhẹ nhẹ á. Hẳn mọi là hẳn lá nó tan cổ á. Ý, mặc một sợi cỏ mọi người ạ. Mặc một cái sợi cỏ mà. Mày chết. Hàng rất nó to đó. Lúc này cậu ở cái hàng này thì nó không ăn. Cuối cùng nó lấy sáng hàng bên đi mọi người. Thì là hai cái hàng đấy của hắn cả. Hàng đấy thì nhỏ những cái hàng đấy này. Wow, dịu cái này phải cổ tay thò lọt. Con lướt mọi người thấy em thò trong cái đó đấy thấy không? Wow. Đó mọi người thấy không nhỉ? Đấy, nó thoát trong cái này. Cái mũi của anh ấy. Wow, to mọi người ạ. Wow, con này nó to hơn con lúc này nữa ạ. Xuống này. Wow, con lớn đà mọi người ạ. Con lớn đà quá. Lên rồi mọi người thấy. Wow, lên rồi đây.
Ủa, đấy nó. Ủa, đấy nó. Ủa, cái hàm bọn đây. Hàm to chưa? Ủa, đấy nó. Chào ôi. Rồi mà bữa sóng lớn nó hẳn khi mọi người ạ. Chứa đâu, chứa cấu. Ủa, thèn lên ngoài, thèn trối mềm ngoan đây, những cái tủ ba. Những tủ ba luôn. Quá đó thế. Đây đây cô nhìn người đây. Như cái tủ ba luôn, thấy chưa? Thấy chưa? Quả đã cái lẻ đó ngồi như muốn ngồi nhìn nữa. Ừ, trời như hổ nào. Ủa, có lẻ đó. Nhìn như con rùa cái mân đâu giọng đâu con rùa ấy. Cho ăn nhá. Ừ mà đi. Như muốn ngồi nhìn bắt vào trong bì rồi nhìn nó sượng nữa. Tập trung. À dạ. Ui. Ra lên đây. Hắn tạp trật luôn ạ. Thôi giống chơi nữa mà. Rồi, xịt mọi người. Hy vọng nó mọc hăm giữa nó. Chứ những con to thế này mà mọc hăm trên nữa. Ô. Phản ứng thật sự cái mong mặt như thế. Nhanh nhanh nhanh. Hắn đứng lại nữa. Bộ tay cái mong. Wow, chào ơi. Đổ con trật một cái mình nghỉ nó mất mà. Nhưng con phản ứng lấy nó đấy. Để con lấy mồi đây, ngon của ung được đây. Wow, chỉ nhấc một cái là. Wow, rồi 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 rồi. Rồi 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 rồi. Rồi. Rồi, dịch nha mọi người. Đàn này mình thấy hầm rưỡi đây. Đàn này mình thấy hầm rưỡi đây. Phải để cho nó liền một tí rồi thầy. Chọn cơ quay tí cho nó liền hầm rưỡi mọi người. Cứ để đó, để cho mày quay. Wow. Chọn liệt tí đó. Cái đất ở đây rất là cứng cho nên con lớn mình cảm giác con lớn nó khỏe. Đất nó cứng nó có cái độ dừa ấy mọi người. Nó nhỏ nhỏ như thế mà nó kẹo cảm giác đâm tay lắm. Phế. Phế lắm. Wow, lấy nó rồi mọi người đây. Mọi người thấy chưa? Không giữ đó, nó không giữ. Ôi trời ơi, rúng mọi người ạ. Con đi thì rúng rồi. Cảm giác rúng đấy nha mọi người. Nhìn thấy nó mặc cái mặt không mình vẫn thấy rúng ấy. Con lấy dài dài đi. Wow. Rúng quá ơi. Phế. Wow, chào ơi, anh phế, con cả nhà con phế. Wow. Mua năm nay mời được cô. Em đây nhắm thứ hai, thứ ba chứ nó bự bự các bạn ơi. Sướng quá. Mà chúng nó kẹo những con lớn thế này nó mới cảm xúc gọi là nó mới dấn trao này. Cái mồ mà lấy nó hay. Ủa cái mồ mà lấy nó ngồi nhìn muốn nhìn hẳn đấy, con cẩu nó lớn đấy. Wow. Rồi. Để mình quay cho mọi người đi. Trời. Mọi người này, nhìn này. Cái bờ áo lở ngoài kia, cái áo lở ngoài kia mọi người nha. Nhưng ở đây có một cái bờ đó rất là cứng này. Bờ họ cứng, cái vùng này chỉ là họ đắp để họ đắp cân chuỗi. Mà không hiểu tại nào mà con lứa nó vẫn rui vô được cái mọi người này. Nó mình thấy cái dấu, mình bắt nó mình tưởng con cua, mình thấy cái dấu đấy mọi người này. Ồ, nó đi hơi ly đây này. Thì nó sáng đấy nó có một hang này. Xong mình bơi tệ một cái thì thấy có cái hang còn nằm đấy, thả xuống một cái là nó nhúc nhích ngay, mình biết ngay trong con lứa. Đó, trong đó cái bờ này, cái bờ ngoài kia là cáo cực mà. Ừ. Cái bồng khu ngôi cậu ngoài kia nó ở đằng ngoài, nó không ăn, nó ở nước trong. Con lứa nó rui xíu cho mọi người, nó rui xuyên đây sáng mấy. Mình không tưởng tượng được nó nằm trong cái vùng này luôn. Đấy chỉ có một tí thế này thì họ đập cái chuỗi thôi mọi người này. Đây có cái hàng tiệm mọi người này. Cái hàng này ý đục chứ cái hàng lúc này luôn. Cùng là một cái vùng họ đào để đập cái chuỗi mọi người này. Cùng cách bơ hơn mét, mét rưỡi. Bơ cứng mà hình cũng vui vô được. Ý đục như cái hàng lúc này luôn. Cách hàng lúc này có 3 mét thôi mọi người. Mọi người thấy lên không? Wow. Ui có đây như cái tàu ngầm ấy. Thấy như thế trời. Ừ. Nó ăn vỗ đấy. Như cái tàu ngầm luôn. Anh mời lên, anh mời tôi xuống. Có thế, lên nào thế, có thấy không, thấy không, thấy không? Có thế, đó. Wow, đổ, đổ, đổ. Thấy chưa? Mọi người thật cái mồm quận không? Wow, trời ơi. Lớn mày mưa sóng ăn ly lắm. Anh cho ăn trong hãng đi. Nó... Ô, mà lên à? Mình... Kéo lên đi. Từ từ bấy. Dịnh nha.
Vậy. Sẵn cái của đó 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 lên hầm dừa chắc chắn đấy mọi người. Đó mọi người như thấy mọi người. Rụp cày khỏe mà nó khỏe mà. Thôi chón nghỉ tí. Rồi lên rồi lên tốc lên tốc. Cháu có sướng. Lên nhá, trưa như không ăn nó trụng nó trưa nhìn cậu. Úi trời. Ta cái mồm mượn đây. Đặt khỏe hay. Đất cứng. Đất cứng lắm. Đất dưới cứng. Hắn có sực điện không? Ồ, lên nó mọi người. Rồi lên nó tương lại hắn lên. Mà nó nhủi. Nó cái nhục vừa nó có sực chứ đuôi nó nằm dưới. Cầm đầu à. Ê wow, con này cũng bự. Nhưng mà chưa bằng cái con lúc này. Con này rụt mày quả chứ lười mà sẵn. Lười mặc luôn. Con này thì mặc farm. Ôi con to đó. Không thua con lúc này đâu. Wow, trời ơi. Phế mọi người ạ. Phế cực kỳ luôn. Đó, cái hàng ngoài lại tiếp tục cái hàng ngoài cùng ngắn lấy đường tay đây. Cái hàng ngoài đây mọi người này. Đó nha. Anh này vô cái hàng trống ở đây. Đây. Cái hàng trống đây mọi người. Làm chim gì nữa đây. Wow, mình vừa mới tìm ra cái bồng đây mọi người này. Đang bơi bởi một cái thì nó rít đông con tay luôn ấy. Nó là chàm đâu của nó luôn ấy. Có vẻ to lắm mọi người. Nó mực nước thế này. Nó nằm ngay giữa cái bùi. Cái cậy mục này mọi người này. Mình khơi ra một cái thấy. Nên vô trống mọi người ạ, thẳng vô luôn ấy. Những con lớn mà mình cảm giác mình biết cái hướng chính xác của anh đừng có để ăn xấu mọi người ạ. Ăn xấu khó kéo lắm. Ta bị xoáy rồi. Ui xoáy mọi người ạ. Ua nó ăn rã luôn thế, ăn rã luôn thế. Ua cháu ơi. Ăn rã, ăn rã. Đưa xuống đi xoáy. Đó, đó, rã mọi người ạ. Đó. Có lại dịnh mọi người. Có lại dịnh này. Ui sóng nó xoắn đấy nhỉ. Nó xoắn nó dịnh hâm trên đi. Để nó ra. Hoa chạy ra mọi người. Nó dịnh hâm trên mọi người. Trời nó cũng có một tí mọi người. Ui nó dịnh có một tí mọi người đi. Trời ơi. Nó dịnh có một tí cái hâm trên này. Máy quá. Con này là máy. Mặc có một xíu cái ấm tến này, con dưới nó nguyên đó này. Đấy, lo cái lười này nó móc một tí cái mũi ấm tến. Con này mà nó tụt vào một tí là hỏng ăn bởi vì nó sẽ bật. Bật lề. À. Thằng đấy là mọi người thấy. Quá cháu ơi, thằng đấy nó đây. Mọi người thấy nhỉ. Ố rồi để mình sạc cả cái đá cho mọi người xem này. Đó, con lớn nó to lắm. Quá cháu ơi. Đây mọi người đây, con nó đang ở đây đó đấy. Đó, mọi người thấy vô cái mỏ đó đó. Wow, trời ơi, đây là khổ nha. Khổ lắm đó nha mọi người. Ôi thấy trời ơi, con lươn này. Mồm đây, đà chứa, trời ơi. Đó, sướng cái này. Con mắt đang sảnh mẹ mọi người. Wow, anh đà. Xuống đi mọi người, xuống mắn mà. Liệt đấy, cho nó cấu đúng không? Không phải, anh dùi lên đó, kề đó. Thôi 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 ôi à hầm dưới đây mọi người thấy nhá hầm dưới ủa này cũng khỏe ui trời ơi ui kẹo xuống luôn quay ăn trả chạy luôn ủa nhậu ui ui ủa cái tay đậu con canh con hồ thấy không con canh ủa rượu trưởng phải trả chân xuống một tỷ mọi người ạ. Chó hẳn liệt rồi mọi người. Chứ không mình mà ép hẳn quả là. Nhìn rồi chứ. Hẳn ở dưới hẳn có cái thanh cừ con người vào đó mà. Khỏe lắm. Nó
mới thấy nha. Đây. Lên rồi nha mọi người. Mồm. Qua mồm đồ chuyện rồi đây. Cái hàng này là nhỏ chứ. Thì tập trung dây nó đi. To mọi người ạ, ngon đà, ngon trời, anh xuống lấy ní mô, tao cầm phạt mô. Lên này. Sướng con người. Đà, ngon này, bẫy này, nhìn này. Tay một sợi hai khúc mọi người này, cái giấy này. Trời ơi, kỳ lục mọi người ạ. Ăn sướng. 3-4 con to đi đây đây. Có lẽ lần đầu tiên trong đời mà đi có được nhiều lần to đây ha. Đã, có lẽ lần đầu tiên trong đời luôn đó. Lần đầu tiên trong đời có được nhiều lần to đấy mọi người ạ. Ăn sướng vào đấy. Chà. Như là quần thôi đó mọi người ơi. Trời ơi, là những cái tổng ngâm mọi người thấy không nhỉ? Đó, miệng còn đó. Mọi người thấy không? Đấy, cái miệng còn chỉnh dừa nên sẵn sàng này. Đó, hắn lấy nó. Wow, con này to mọi người ạ. Nhưng hắn cù thì bảo bên kia mà hắn thì ở đằng ngoài mọi người này. Con này là khó cấu này. Từ từ từ. Đó, nó lấy nó về đất trời ơi, còn con nhìn đây. Chả hiểu kiểu chí mà mứa sóng lớn con mốt con này ly mọi người ạ. Đây. Wow. Cái nó có cái kẹo giá chỉ tới cổ lôi lên luôn này. Trời ơi, lên có cái sổ này. Lời bè phải là lời con. Cháu còn ngồi nhìn đấy. Lên mà 10 phần cách mất nửa cái đó mọi người ạ. Cái này. Trời ơi. Con này không đẹp vàng mọi người ạ. Wow, lý chứ. Mình cách cái camera cách nó chỉ khoảng 15 cm thôi mọi người ạ. Nó không sợ nhá. Thử lấy tay ra gần. Thử chung lên. À, hắn biết. Tụt xuống lên. Hóa giờ nó lại ngoảnh ngược trở lại mọi người này. Chả hiểu gì luôn ấy. Cô con này nó hướng nào nhỉ? Hóa chết rồi. Chết rồi, chết rồi. Mày chưa được chơi với nó trước thằng đình noàn hay không mọi người ạ. Không biết nó ham muốn nào đấy. Không giữ em trẻ không biết đâu. Hóa cháu. Hóa kéo cắn lắm. Ôi ôi. Wow, không dựa đâu mọi người ạ. Không dựa đây. Không dựa đâu mọi người ạ. Không dựa đây. Wow, một chiếc lên hết để cầm được mọi người. Rồi. Cầm đi. Rồi, rồi nhìn này. Con này cũng được và chưa bự bằng con lúc nào cụ cậu với con lúc mình cậu lúc này. Nhưng mà phê đấy. À, chà. Cái bồng đẹp. Cái bồng đẹp nhưng anh lấy nó hướng này rất là khó. Anh lấy hướng từ đằng ngoài vô cụ thì chỉ từ hướng bên trái sát. Mày mới nhìn thấy là sao anh thử. Vì là bồng như cái bồng thẳng.